Chả lụa hay còn gọi là giò chả là món ăn xuất hiện trong những mâm tiệc vào ngày giỗ hoặc lễ Tết. Người ta thường cắt chả lụa thành khoanh và dùng trực tiếp với muối tiêu chanh hoặc mắm ớt rất chút tiêu. Hôm nay hãy cùng Bách Hóa Xanh biến táo món chả lụa quen thuộc này thành món chả lụa kho tiêu đậm đà và cực bắt cơm nha. Nguyên liệu còn có nửa muỗng cà phê hạt nêm, một ít bột ngọt và tiêu hạt, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tương ớt, một muỗng cà phê nước mắm, 200g chả lụa. Chả lụa mình chọn là chả lụa bi có phần da giòn dai. Các bạn có thể thay bằng chả lụa thương vẫn ngon nha, và 50g tỏi xay. Chả lụa mình đã cắt khoanh sẵn, giờ mình chỉ cần bổ dọc lại và cắt thành thanh dài khoảng 3-5cm. Lưu ý là đừng cắt quá mỏng hoặc quá dày nha, mình cắt tương tự đến hết phần chả lụa. Để làm phần nước sốt mắm tiêu thì mình cho vào một muỗng cà phê nước mắm, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, ít bột ngọt và tiêu hạt, nửa muỗng cà phê tương ớt. Trộn đều và cho thêm khoảng một muỗng canh nước lọc, tiếp tục khuấy đều cho gia vị tan hết. Phi thơm tỏi và chả lụa đã cắt vào, đảo và lượt cho chả lụa thơm. Tiếp theo mình đổ hết phần sốt mắm tiêu vào, rim trên lửa nhỏ khoảng 3-4 phút, cho phần sốt này cô đặc và ngấm vào chả lụa là xong rồi. Chả lụa kho tiêu thấm gia vị, khi ăn thì chả dai giòn, cay cay, thơm mùi tiêu, ăn cùng cơm nóng thì siêu hợp luôn. Nếu ngán ăn chả lụa kiểu truyền thống thì hãy thử ngay công thức này của Bách Hoa Xanh nha. Đảm bảo là siêu ngon và cực được cơm luôn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.